Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức phát động kế hoạch Barbarossa, cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Đức và Liên Xô bùng nổ. Trong vài tháng đầu của cuộc chiến, quân đội Liên Xô liên tục thất bại, mất đi một phần lớn lãnh thổ. Tháng 11 cùng năm, quân đoàn trung tâm Đức ra lệnh cử quân đoàn 46 tới trung đoàn 1075 dẫn đầu 54 tăng tấn công, chuẩn bị tiến thẳng tới thủ đô Moscow của Liên Xô. Chỉ trong vài ngày, họ đã áp sát Moscow, thủ đô Liên Xô rơi vào tình thế nguy cấp. Để bảo vệ thủ đô, Hồng quân quyết định điều động sư đoàn 316 với đội pháo chống tăng số 4 ra tiền tuyến để chặn đứng địch. Nhưng đội 4 chỉ có một khẩu pháo chống tăng 45mm, một súng máy Maxim hạng nặng, một vài khẩu súng trường chống tăng, một số lựu đạn chống tăng và chai bom xăng. Cuộc chiến không cân sức đã bắt đầu. Trước khi quân Đức đến, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dựng pháo giả bằng gỗ, kéo dây thép gai chống bộ binh, đao chiến hào và hầm trú ẩn. Trong lúc đó, binh sĩ của Sadren muốn học cách bắn hạ máy bay Đức bằng súng trường như các tiền bối, trúng mục tiêu. Dù không bắn hạ được máy bay nhưng với ước mơ trở thành xạ thủ bắn tỉa, anh ta cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận chiến sắp tới. Trước trận tấn công, quân Đức lợi dụng màn đêm nã pháo mạnh vào chiến trường của quân Liên Xô, pháo kích kéo dài đến bình minh. Sau trận pháo kích, quân Liên Xô vẫn bình an vô sự, pháo giả của họ đã phát huy hiệu quả. Sau pháo kích, xe tăng và bộ binh của quân Đức lập tức tấn công không ngừng nghỉ. Xe tăng lao nhanh trên cánh đồng tuyết trắng. Cùng lúc đó, quân Liên Xô đã sẵn sàng ứng chiến. Xe tăng Đức nhanh chóng vào tầm bắn, dựa vào báo cáo vị trí của quan sát viên, trận địa pháo phía sau bắt đầu loạt bắn pháo đầu tiên. Mặc dù loạt pháo đầu tiên đã tiêu diệt nhiều kẻ địch và xe tăng, nhưng ngay sau đó, quân Đức đã tung đội hình máy bay, chuẩn bị tấn công trận địa pháo. Để đảm bảo an toàn, pháo binh buộc phải rút lui khỏi chiến trường. Bây giờ chỉ còn lại đội 4 phòng thủ, không còn sự hỗ trợ của pháo binh, xe tăng Đức lại một lần nữa tiến lên. Theo lệnh còi chỉ huy, họ lại bắt đầu trận chiến. Mặc dù giành được lợi thế ban đầu, nhưng xe tăng Đức nhanh chóng phát hiện ra vị trí pháo cùng xạ thủ và tiến hành một đợt pháo kích mạnh mẽ. Chiếm vị trí chiến lược thuận lợi, pháo và súng trường chống tăng của họ không bị ảnh hưởng. Xạ thủ di chuyển vị trí, pháo cũng điều chỉnh rồi phản công, nhanh nạp đạn và bắn đi. Lần chiến đấu thứ hai, họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Đức, phá hủy 4 xe tăng Đức và tiêu diệt được một số lính bộ binh. Dù có thương vong nhưng thương vong không lớn, vũ khí cũng không bị hư hại. Sau khi bổ sung đạn dược, họ còn phải đưa những đồng đội đã hy sinh về hậu phương. Dù tàn khốc nhưng họ phải làm vậy, vì đằng sau họ là thủ đô và nhân dân. Sau khi báo cáo với hậu phương, họ ngay lập tức chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba, nhưng họ không biết rằng pháo Đức đã nhắm vào trận địa của họ với sự hỗ trợ từ máy bay. Sau tiếng pháo kéo dài, đất trên trận địa của họ như bị lật lên, pháo bị phá hủy hoàn toàn, chiến sĩ thương vong nặng nề, dây điện thoại cũng bị đứt, không thể liên lạc với hậu phương. Nhưng họ không có thời gian để đau buồn vì trận chiến không dừng lại. Sau khi sắp xếp lại thi thể các đồng đội, chỉ còn lại 28 người có thể chiến đấu. Sau khi sửa xong dây điện thoại, liên trưởng muốn yêu cầu hậu phương gửi thêm quân tiếp việc. Nhưng quân lực hậu phương cũng đang thiếu trầm trọng. Họ chỉ có thể điều động đội dự bị của chỉ huy. Nhưng trước khi quân tiếp viện đến, họ phải dựa vào 28 người này để cầm cự. Liên trưởng không giấu giếm, ông nói rõ tình hình cho các chiến sĩ, chuẩn bị chiến đấu với quân Đức đến cùng. Tất cả chiến sĩ đều quyết tâm sẵn sàng hy sinh, chúng ta phải chặn đứng quân Đức, đây là số phận của chúng ta, vì đằng sau chúng ta là Moscow. Chính trị viên cũng trực tiếp chiến đấu, sử dụng súng Maxim, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này, xe tăng Đức đã bắt đầu cuộc tấn công lần thứ ba, lại một lần nữa pháo khai hỏa trước tiên, trận chiến lại bắt đầu. Thật không may, một tay súng bắn tỉa và quan sát viên đã hy sinh ngay dưới gầm xe tăng. Thấy vậy, Sadren, người mơ ước trở thành xạ thủ, liền nhanh chóng nhặt khẩu súng của họ, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến thay họ. Không có gì là khó cả, tự học mà giỏi. Phía bên này, súng Maxim và các binh sĩ ném lựu đạn đã sẵn sàng. Với sự hỗ trợ tuyệt vời từ súng Maxim, bộ binh Đức ngã xuống như dạn. Nhưng đồng thời trận địa của họ cũng bị xe tăng Đức nhắm tới. Trận địa súng máy bị mất, quân Đức tiếp tục tấn công dữ dội. Dám tỏ vẻ trước mặt tao à, xem tao có đập nát đầu mày không? Chiến tranh đến giai đoạn này đã trở nên cực kỳ căng thẳng, dù đội 4 bị tổn thất nặng nề, pháo thủ cũng bị thương nghiêm trọng nhưng không ai nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Một chiến sĩ ngã xuống, người khác sẽ cầm lấy vũ khí của anh ta, tiếp tục chiến đấu. Lúc này, xe tăng đã ở ngay trên đầu họ, nhưng dù vậy, họ vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ngay cả khi đến cuối đời, ngón tay vẫn siết chặt cò súng. Quân Đức cũng không dừng cuộc tấn công, Sadren cũng vừa di chuyển trận địa vừa tiếp tục chiến đấu. Pháo thủ bên này sau khi bắn một quả đạn pháo, muốn gọi người nạp đạn để tiếp tục chiến đấu nhưng không thấy ai trả lời. Khi anh ta quay đầu lại thì phát hiện người nạp đạn đã ôm quả đạn pháo và mãi mãi yên giấc. Không có thời gian dừng lại, anh ta chỉ có thể cầm lấy quả đạn và tiếp tục chiến đấu. Không ngờ rằng xe tăng Đức đã nhắm vào vị trí của họ. Bên phía xạ thủ bắn tỉa cũng bị tấn công pháo kích. Dù tất cả đã ngã xuống nhưng quân Đức không buông tha cho họ. Xe tăng tiến đến đỉnh chiến hào, muốn dùng bánh xích nghiền nát họ mãi mãi trong chiến hào. Lúc này, bộ binh Đức cũng đã đến gần, đội 4 lúc này chỉ còn rất ít người, tất cả đạn dược đã cạn kiệt, hết lựu đạn thì dùng đá giả làm lựu đạn để hù dọa địch. Hết súng thì dùng lưỡi lê, hết lưỡi lê thì dùng rìu, dùng sảnh công binh, họ không khuất phục trước phát xít, sẵn sàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị lao vào cận chiến, cơ hội đã xuất hiện, hóa ra chính trị viên vẫn còn sống. Dưới sự yểm trợ của súng Maxim, bộ binh Đức không thể tiến thêm một bước, ngay cả xe tăng ở hậu phương cũng bị hỏa lực không rõ nguồn gốc ngăn chặn.
Dưới ánh mắt kiên quyết của chính trị viên, chỉ cần Đức có chút động tĩnh, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Không hiểu rõ hướng hỏa lực của Liên Xô, đội xe tăng Đức chỉ còn cách rút lui, đội 4 đã thành công đẩy lùi cuộc tấn công cuối cùng của quân Đức. Lúc này, đội 4 chỉ còn lại 6 người bao gồm cả chính trị viên, họ đứng trên chiến trường đầy khói bụi nhìn về phía trước, sau lưng họ là Moscow, họ đã chiến thắng trận chiến này. Sau đó, để tưởng nhớ chiến công của đội 4, tượng của họ đã được dựng lên trên mảnh đất này, mãi mãi bảo vệ thủ đô Moscow của họ. Tập phim hôm nay đến đây thôi, follow kênh để không bỏ lỡ các tập mới nhất nhé.